chuẩn bị. 60 giây bắt đầu. Đây là cái trạng thái mà hai người cùng tranh đấu với nhau và không ai là người, và ai cũng muốn mình là người giành được phần hơn. Mấy tiếng? Hai tiếng. Tiếp về. Tách đâu ra? Từ đầu tiên thì hành động đi, tách và bắt đầu hành động. Từ đầu tiên thì tay con đừng miêu tả, tay con đừng. Từ đầu tiên thể hiện. Từ đầu tiên là một hành động để nuôi dưỡng sự sống. Từ thứ hai là một từ có dùng trái ngược không ạ? Được. Trái ngược với cả từ thắng. Hơn thua. Đúng chữ thứ hai là chữ đầu. Ăn thua. Đúng rồi ạ. Đáp án chính xác. Hai cô cháu mỗi người được một điểm, xin chúc mừng trước này. Bây giờ chúng ta đến với từ thứ hai. Được chưa? Dạ. Chuẩn bị. 60 giây bắt đầu. Theo đúng nghĩa đen thì là trạng thái mà nghiêng qua nghiêng lại, không được vững vàng. Còn theo nghĩa bóng thì là cái con người mà dễ thay đổi, không kiên định vào cái mục tiêu của mình đưa ra. Gợi ý ghê gớm đấy. Tách, con tách ở đây. Gỡ đi. Từ thứ nhất là trái nghĩa lại với cả từ vững. Còn từ thứ hai là nó là một cách để làm chín thức ăn. Nữa đi, tìm nữa đi. Cái từ thứ hai là nó gần như đồng nghĩa với cả từ xào ấy. Thêm từ thứ nhất ở ngoài biển đó. Ngoài biển có những phần nhô lên. Ở ngoài biển thì có những phần nhô lên thì đấy là từ thứ hai. Còn từ thứ nhất là dùng để chỉ một vật mà nó không được thẳng. Hết giờ. Áp đảo. Ngoài biển ấy có những đảo. Phần đất nó nhô lên, nó là cái gì? Đảo ạ. Rồi. Cái từ thứ nhất mà trong từ thứ nhất gắn với cái từ sau mà khiến mà mô tả trạng thái không vững vàng. Chào đảo á? Hả? Đúng rồi, nó là chào đảo đấy. Ủa thế? Dễ thì còn nói làm gì? Chào đảo, thưa quý vị. Nhưng không ai giành được điểm. Cảm ơn cháu, cháu đã rất xuất sắc. Chúng ta đến với người tiếp theo. Chúng ta cùng tìm từ. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ này là một từ có hai tiếng, là từ láy, mang ý nghĩa là chỉ sự không vướng bận gì cả. Nó một từ láy thì rảnh rỗi. Gần đúng rồi. Từ tiếng rảnh rang à? Không phải. Cái tiếng nó một từ láy nhá. Cái tiếng thứ hai nó là chỉ một cái dụng cụ để chặt cắt ấy. Dụng cụ mà mình để đồ lên đấy là chặt cắt ấy. Nó gần nghĩa với cả cái từ đấy. Còn cái từ, còn cái tiếng thứ nhất thì là nó khá là khó để diễn đạt. Nhưng mà diễn đạt bám vào cái ý nghĩa của nó sắp ra rồi đấy. Cái ý nghĩa của nó là chỉ sự rảnh rỗi. Chỉ rảnh rỗi, không vướng bận gì cả. Cái từ thứ hai là cày xong cái một thửa ruộng, ngồi uống một ly trà một cách rất thảnh thơi à? Đúng rồi, chính xác rồi, thảnh thơi. Từ đó khó cắt nghĩa. Hai người, mỗi người có một điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ này có hai tiếng, là chỉ cái sự nhấn nhá trong các cái ô nhịp ấy. Thì cái tiếng đầu tiên là như lúc nãy em lên là có chữ trao gì đó. Còn cái tiếng thứ hai là ở âm nhạc ấy nó có các cái nhịp nó có cái hai cái dụng cụ mà để nó có hai cái dụng cụ mà để mình trình diễn ấy, mà có thể là có học ở trong cái chương trình phổ thông
hai cái thanh được làm bằng gỗ. Đảo phách ạ? Đúng rồi, đáp án là... chính xác, đảo phách. Đảo phách, rất nhanh. Hai anh em, mỗi người được 2 điểm, xin chúc mừng. Bây giờ tôi tạm thời tổng kết số điểm như sau. Hương Giang đang có 3 điểm. Khải đang có 3 điểm. Và bạn Thủy đang có 2 điểm. Tìm từ, thưa quý vị. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Đây là một từ nằm trong một cụm 3 từ chỉ danh hiệu một cầu thủ bóng đá khi mà ghi được nhiều bàn thắng thì người ta hay gọi là phá lưới. Đáp án chính xác đó là phá lưới. Rất nhanh. Mỗi người dành cho mình 4 điểm. Chúc mừng. Số điểm đã thay đổi. Con cố gắng lên nhé. Bố Thọ có muốn nói gì với con không? Thực ra thì vào đến vòng 2 này là thỏa mãn ước mơ của con rồi. Cho nên là vòng này con cứ chơi theo dạng như kiểu là không còn gì để mất nữa. Tay để sẵn lên chuông, bấm và trả lời liên tục theo cái ý hiểu của con. Và con yên tâm rằng là dù kết quả con như thế nào thì đã tọa nguyện tất cả cái ước mơ của con ngay từ đầu rồi. Cố lên, bố tin con. Vâng, xin cảm ơn bố gì nhỉ? Bố Thọ Vậu ạ. Con cứ bình tĩnh. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm từ cuối cùng trong vòng giải nghĩa. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ này gồm 2 tiếng. Tiếng thứ nhất là đồng nghĩa với từ lao, nghĩa là chỉ một hành động lao về phía trước. Phi mã. Từ thứ nhất đúng rồi. Từ thứ hai là một gia vị trong nấu ăn. Phi tiêu. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng hai cô cháu, cả hai mỗi người cộng cho mình 4 điểm. Hương Giang đang có 7 điểm, Thu Thủy đang có 10 điểm và Mạnh Khải 7 điểm. Chúng ta còn một câu tiếp theo để quyết định xem ai là người sẽ phải ra về. Quá căng thẳng thưa quý vị. Và để cho không khí của chúng ta căng thẳng hơn, tôi sẽ tìm từ cực khó. Dễ dễ thôi bác ơi. Dễ hả? Dễ hay khó? Cứ trung bình khó lên. Trung bình khó. Dễ khó khó dễ. Rồi. Sáu mươi giây. Từ này gồm 2 tiếng, chỉ một vai diễn trong các vở chèo. Tiếng đầu tiên đồng nghĩa với từ hài, nhưng mà người ta không nói là diễn viên hài, người ta sẽ nói là diễn viên gì đó. Và tiếng thứ hai là một một dụng cụ mà kiểu khi người lớn tức giận thì thường hay dùng cái đấy để đánh con nít. Khó thế nhở? Ở nhà bố mẹ cháu lại không dùng cái đấy đánh. Không, cháu chưa nói là từ nhất. Cái đấy đơn giản quá. Dùng để làm gì để trên đường đi dễ hơn. Từ thứ hai thì kết hợp với từ gọc tạo thành một từ lấy. Bác giải nghĩa lại từ nhất không? Từ thứ nhất là đồng nghĩa với từ hài, nhưng người ta không nói là hài, từ mang tính chất khẩu ngữ hơn. Người ta không gọi là diễn viên hài, mà người ta gọi là ở trong rạp xiếc thì có một vai, có một nhân vật tên là thằng ba chấm. Ở trong rạp xiếc có người mũi đỏ này này. Hề Gậy á? Đáp án của chúng ta là Hề Gậy. Thật tiếc, Hương Giang thân mến. Chú nói thật nhá, cháu ngồi đây mà khiến cho anh Khải anh ấy run cầm cập. Khải công nhận đi. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Không dám đứng lên nữa. Không dám đứng lên luôn. Cảm ơn cháu đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn cháu rất nhiều, chúc cháu luôn luôn mạnh khỏe, học giỏi và xinh đẹp. Cảm ơn bác.